đến lúc những Messi, Ronaldo nhường sân khấu. Thế hệ Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Robert Lewandowski, Luis Suarez, thậm chí là cả Harry Kane nên lùi lại nhường chỗ cho lớp trẻ. Copa America và Euro 2024 cho thấy đã đến lúc họ nên nhường sân khấu lớn, rút lui vào hậu trường. Messi khóc đỏ mắt khi phải rời sân ở chung kết Copa America 2024 vì chấn thương. Tại Euro 2024, chúng ta có thể nhận thấy rất rõ ràng sự khác biệt của những ông lão đá bóng với dàn cầu thủ trẻ. Trong số các lão tướng, rất hiếm người tỏa sáng. Có lẽ N'Golo Kan là trường hợp hiếm hoi ấy. Ở tuổi 33, Kan từng có gần một năm không thể thi đấu thường xuyên do chấn thương và mùa 2023-24 sang Saudi Arabia chơi bóng. Tuy nhiên, khi bất ngờ được huấn luyện viên Didier Deschamps triệu tập vào đội tuyển Pháp dự Euro 2024, thì chiếc xe cút kích này vẫn thi đấu rất ấn tượng ở khu vực giữa sân của Les Bleus, giành được hai danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, cho tới trận bán kết gặp Tây Ban Nha, cỗ máy càng quét ấy đã kiệt pin và không thể thi đấu cả trận. Ronaldo cũng chỉ biết cúi đầu tại Euro 2024. Trong khi Kan còn để lại dấu ấn, chứ những Ronaldo, Modric hay Lewandowski thì hoàn toàn mờ nhạt ở giải đấu trên đất Đức. Chúng ta hãy cùng nhìn lại phong độ của Ronaldo để thấy được sự khác biệt lớn đến thế nào. Dù vẫn ghi bàn đều đặn tại Saudi Pro League, nhưng có lẽ những pha lập công ấy chỉ giúp làm đẹp profile của CR7. Còn tại Euro 2024, Ronaldo hầu như vô hại. Anh được đồng đội tin tưởng, nhồi bóng cho, nhưng những pha bóng cuối cùng thì hoặc thiếu chính sách hoặc để đối phương giành lấy bóng. Trước Theo Hernandez ở tứ kết với đội tuyển Pháp, Ronaldo thường xuyên bị vượt qua hoặc bị ngăn chặn các pha rê bóng hay bứt tốc. Ngay cả khi được đặt vào tình huống dứt điểm sở trường, thì CR7 cũng sút lên trời. Ở tuổi 39, cơ thể không còn lắng nghe theo sự điều khiển của lý trí nữa. Hơn ai hết, Ronaldo hiểu điều đó. Modric già nua trên sân, tương tự là những Modric, Lewandowski. Hai lão tướng được kỳ vọng sẽ cháy lần cuối trước khi lui về hậu đài. Song, cả hai đều bất lực nhìn đội nhà dừng chân từ vòng bảng. Những đôi chân mệt mỏi đến lúc cần nghỉ ngơi để những người trẻ hơn tiếp quản nhiệm vụ, gánh trọng trách trên vai. Trẻ hơn các đàn anh, nhưng nhìn Kane sa sút cả phong độ lẫn thể lực tại Euro 2024 mới thấy. Khi không còn phù hợp thì tiền đạo đang thuộc biên chế Bayern này cũng nên chủ động chia tay đội tuyển Anh, tập trung cho cuộc tìm kiếm danh hiệu ở câu lạc bộ chủ quản. Nhiều người đã đổ lỗi cho cái vía quá nặng của Kane khiến tam sư lần thứ hai liên tiếp thất bại ở trận chung kết Euro 2024. Sang Copa America 2024, cho tới thời điểm hiện tại, ấn tượng lớn nhất về Messi chính là cảnh anh ông mặt khóc nức nở sau chấn thương mắt cá và phải rời sân ở phút thứ 66 trong trận chung kết với Colombia. Điều đó nói lên rằng nền tảng thể lực và chấn thương liên miên đã làm gián đoạn các trận đấu của Leo không chỉ ở giải đấu này. Di Maria chia tay đội tuyển quốc gia Argentina sau chức vô địch Copa America 2024. Hậu vận của Messi tươi đẹp hơn Ronaldo rất nhiều. Anh vừa cùng đội tuyển Argentina đăng quang ngôi vô địch Copa America. Đây đã là lần thứ 3 trong vòng 3 năm, Leo bước lên đỉnh cao vinh quang ở một sân khấu lớn, vô địch Copa America 2021 và 2024. Vô địch World Cup 2022. Anh nhiều khả năng sẽ cân nhắc tiếp tục dự World Cup 2026. Và khi ấy, anh bằng tuổi của Ronaldo bây giờ. Mới chỉ là tin đồn thôi, nhưng giới mộ điệu vẫn e ngại cho thể lực và phong độ của huyền thoại này ở giải đấu tại Mỹ, Mexico, Canada 2 năm tới. Tóm lại, những Ronaldo, Messi, Modric, Lewandowski không nên cố đấm ăn xôi thêm bất kỳ giải đấu lớn nào nữa. Hãy học hỏi Angel Di Maria hay Toni Kroos, dứt khoát chia tay đội tuyển quốc gia trước khi quá muộn. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Hãy biết dừng đúng lúc, đúng thời điểm. Hãy chia tay như những huyền thoại.